Nếu như có bạn bè hay là ai mà rơi vào trường hợp đó thì chỉ cần nói cái thông tin này là người ta tự vào đăng nhập được ha. Rồi chúng ta vào cái nội dung bài học của chúng ta. Thì đầu tiên là các bạn sẽ thay phiên nhau đọc và dịch cái này. Chỉ có đọc và dịch thì các bạn mới nhớ lại cái phần kiến thức hoặc là cái khả năng của mình nó tới đâu thì các bạn mới đánh giá được. Rồi câu 1 và câu 3. Bạn Soi, câu 2 và câu 4. Bạn Kim Định. Trước tiên các bạn đọc thì các bạn phải cố gắng phát âm cho nó chuẩn. Cái thứ hai khi dịch á, thì cái nào không hiểu thì cứ hỏi ngay. Rồi bắt đầu đi ạ. 친구들은 내 성격이 느긋하다고 생각한다. Những người bạn nghĩ rằng tôi tính cách của tôi cho rằng tính cách của tôi là thoải mái. 나는 스트레스를 전혀 받지 않는 편이다. Tôi thuộc dạng không hầu như không không bị chết. Thuộc dạng là hầu như không có bị chết. Ở đây친구들, mặc dù em dịch là những người bạn cũng được đúng không? Nhưng mà không nhất thiết phải dịch cái từ như vậy mà nó là các bạn. Các bạn cũng được. Mà cái từ các bạn á, đấy thì nó mang cái tính là nhân gian và nó thân thiện hơn. Còn những người bạn cái mình cảm thấy nó có cái gì đó tạo một cái khoảng cách. Đấy, đã là bạn bè thôi thì không cần phải tạo cái khoảng cách cho người ta. Bạn bè hay là em dùng cái từ chung là bạn bè đều cho rằng bạn bè đều nghĩ rằng cái tính cách của tôi là chậm rãi, chậm rãi cũng được đấy. Rồi còn câu số 2 và câu số 4. 저는 감정은 솔직하게 표현하지 못해서 힘들다. Dịch là tôi cảm xúc và biểu hiện cảm xúc cả cảm trơn bạn biểu hiện Sonchikata là một cách là thành thật. thành thật đấy vâng. Tôi biểu hiện cảm xúc thành thật của tôi không thể hiện ra nên là rất là mệt mỏi. Tôi thì rất là vất vả hay là rất mệt mỏi trong việc là biểu hiện cảm xúc một cách là thành thật. Thành thật. Ok, rồi. 남이 보는 내 모습과 내가 생각하는 내 모습은 같아. Làm số còn lại nhìn có vẻ như là hình dáng của tôi so với suy nghĩ rồi nể mô xúc các cách theo Chủ dịch ngữ trong câu này nó bắt đầu từ đây nè. hình dáng à dáng dấp dáng của tôi thì Từ từ ca từ 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 từ. Ở đây á, em nhìn vô cái cấu trúc này ha. Nếu như A có bắt chim á thì là liên từ hòa, không có bắt chim là hòa nè. Rồi B. B nó sẽ mang cái tiểu từ y hoặc là ka. Và đằng sau đó là cái từ khắc tà. Thì đây chúng ta nói là gì? Giống với B hoặc là B giống với A, hai cái này đều đều nghĩa giống giống nhau, A và B giống nhau. Như vậy thì em xác định trong cái câu này đâu là A, đâu là B. Muốn xác định được thì trước tiên em phải tìm cái tiểu từ qua qua này, cho nó nằm ở đâu. Nó không cho đi. Tiểu từ nó nằm đâu là tiểu từ nè, đúng không? Thì cái trước nó sẽ là gì? Là A. Đặt trước đó nếm sẽ là A, đúng không? Rồi nguyên thằng đây là A. Rồi đẹp ca xem các khả năng để một sức đây là B. Rồi em dịch đi, A giống với B hoặc là B giống với A đây đó, nhớ vào. nếm nếm Đề cờ sẽ có khả năng nếm mô sư bư. mua sức về nám mi bồ nưng có cách thầy không? Nè.
Em dịch là B giống với A đi, nó sẽ dễ hơn. B giống với A, tức là em sẽ dịch cái này trước. Để ca xem các hà nương nề mù sức mù sức mù sức ứng cắt tha Không, nám mi bùn. nó không phải là vấn đề mà thầy giác này, không phải là cái mà em đọc, em ngắt ga, mà vấn đề em dịch cái nào trước sang tiếng Việt ấy. À, em này này ca xem các tôi suy nghĩ so Từ từ với từ từ hình từ dáng. từ 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 Đợi có tí xíu nhé. Đã Dịch viết trên đó rồi. Chẳng em Chẳng cần nữa. Cắt tới đây thì nó mới hết cái phần này. Mấy cái này khi các bạn hãy biết được cái trọng tâm nó nằm ở đâu, các bạn mới ngắt ra, các bạn dịch cho nó đúng nhé. Đầu tiên á, thì đây là một cái cụm danh từ định ngữ. Cô viết ở đây nhé. Danh từ làm định ngữ. Thì cái danh từ này á, nó có cái phần định ngữ ở đằng trước. Thì các bạn phải dịch cái phần nào trước? Đầu tiên là chúng ta phải dịch cái danh từ chính ra. Tức là Nemo súp này nè. Nó là cái gì? Nó là danh từ. Nó là danh từ. Được chưa? Rồi, cái phần định ngữ này á, thì nó bao gồm. Nó bao gồm cái gì? Cái gì ạ? À? Nó bao gồm xén các hoa tà. Nó là một gì? Động từ. Rồi nè ca. Thì nó bao gồm một cái chủ ngữ nhỏ trong đó. Đấy. Nó mang cái tiểu từ là ý. Hoặc là ca. Nó mang cái hình thức như thế này. Được chưa? Cái chủ thể thực hiện cái hành động này. Thì cái trình tự của các bạn dịch như thế này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ dịch cái N này. Số 1. Sau đó các bạn dịch cái S này là số 2. Sau đó các bạn dịch cái chữ V này là số 3. Thì theo trình tự này chúng ta sẽ dịch cái gì trước đây ạ? Nghe một súp. Rồi đến là nè ca. Xem các hạ tà. Đâu? Đầu tiên em dịch cái vé này trước xem nào. Để ca múa sức xem các hà nữ. Em sẽ dịch như thế này. Cái này chúng ta dịch thế này. Cái danh từ mà cái ếch này nè đang đang thực hiện đó, đang thực hiện cái này, cái động từ. Thì câu này chúng ta có thể dịch lại đó là gì ạ? Nè mua sức, nè mua sức, chúng ta đi từ từ nhé. Nè mua Hình sức, dáng của tôi cái hình dáng của tôi. Rồi rồi tới gì nữa? đang suy nghĩ Rồi tới nè cà, cái rồi tới xin các hà tờ, xin các hà tờ đấy. Cái danh từ mà đang thực hiện ở này, tức là nè mô súp, cái hình dáng mà gì nè ca, mà tôi tôi đang đang suy nghĩ, thì nó giống với, giống với cái hình dạng đúng mà người rồi khác nhìn thấy thôi. đúng rồi, chúng ta sẽ lấy cái trình tự này ha. Nguyên cái này là số 1, nguyên này là số 2, rồi cái thằng là còn lại là số 3. Nhưng mà trong cái từng số thì nó có cái gì? Cái nhỏ nhỏ nên là chúng ta tách ra. Rồi sắp xếp lại. Dịch thử xem nào. Cái thằng này cũng vậy. Nam Minh, Vũ Ninh, đeo một súp thì nó cũng theo cái cấu trúc này. Nó cũng theo cấu trúc này. Rồi, bạn Kim Định dịch lại thử xem nào. Dịch thôi, không cần đọc tiếng Hàn nữa. Hình dáng của tôi so với Hình dáng của để tôi mà. hình dáng của tôi mà Mà suy nghĩ nè ca, mà tôi. và tôi so với suy No, mà tôi nghĩ thế nào? Mà tôi đang. Đang gì? đang suy nghĩ. Thì em cứ nhìn cái dấu ngoặc của cô nó Hay con là thì mà nói gì? nó giống với như Nó giống với cái gì nữa? Nè mùa sớm. là giống với nề mô súp Mùa nè mùa sớm là gì? hình dáng giống Hình với dáng của hình dạng tôi. giống với hình dáng của tôi. Mà sao? Nami. Nami là tá rưng xà đàm. Người ta nhìn thấy Đúng rồi, mà người khác ha.
cái đoạn mà người khác đang nhìn thấy. Hiểu chưa? Đầu tiên các bạn phải xác định cái chủ ngữ chính trong câu đó là ở đâu, là nemo sup, nó có cái tiểu từ in ngay chỗ này, in ngay chỗ này đó. Rồi sau khi các bạn dịch xong cái phần chủ ngữ chính rồi ạ, thì các bạn phải thấy trong cái phần chủ ngữ đó đó nó là một cái danh từ đơn hay là một cái danh từ gồm có nhiều cái thành phần phụ tố khác như là định ngữ, thì các bạn phải xem coi trong cái định ngữ đó nó có chứa danh từ chủ thể thực hiện hành động hay không. Thì chúng ta phải dịch cái chủ thể hành động xong rồi đến động từ hoặc là tính từ. Rồi, chúng ta đi từ bước một. Còn nhớ là theo cái nguyên tắc này, chúng ta nhìn ra, chúng ta tách từ từ ra, thì sau này những cái trường hợp còn lại cho dù nó ở cái mức độ nào đi nữa thì các bạn cứ tách ra từ từ thì các bạn sẽ hoàn chỉnh. Tại vì ở một cái level trung cấp hơn rồi thì nó sẽ khác với cái phần sơ cấp một tí xíu, và chúng ta phải nắm cái căn bản trước cái đã nhá các bạn. Trước dịch này nó phải dịch từ ngược dịch lại này. Ngược thì không phải là ngược, mà vấn đề ở chỗ chúng ta xác định được cái vị trí của từ lộng trong câu và cái nào là trước hay là sau, chứ không phải là chúng ta cứ dịch trái sang phải hay phải sang trái, không phải cái đó nhá. Mặc dù cái nguyên tắc là từ phải sang trái hay là từ trái sang phải thì tiếng Hàn, tiếng Việt nó hơi ngược nhau, nhưng nó không hoàn toàn là cái trình tự từ phải sang trái hay từ trái sang phải, mà là trong một cái quế đó nó gồm có những cái thành phần nào thì chúng ta phải sắp xếp nó nữa. Thì từ từ các bạn sẽ thấm thía từ từ thôi à. Rồi, như vậy thì trong bốn câu này, cái việc chúng ta cần làm bước tiếp theo nữa đó là các bạn xác định xem hai câu nào nó có cái gì ạ? Có gì? Nội dung trái ngược nhau. Đúng rồi, có cái nội dung mà nó tương đối trái ngược với nhau thì đáp án hầu như nó sẽ rơi vào một trong hai câu đó. Đâu các bạn xác định xem đáp án trái ngược với nhau nó rơi vào hai câu nào? Câu 2 với câu 3. Câu 2 với câu 3. Câu 2 là 나는 감정을 솔직하게 표현하지 못해서 힘든다. Tôi thì không có thể dễ dàng mà có biểu hiện một cái cảm xúc một cách thành thật, cho nên là tôi cảm thấy vất vả, đúng không? Vất vả. Rồi, còn câu 3 là 나는 스레스를 전혀 받지 않는 편이다. Tôi thì thuộc cái dạng người không dễ bị reject, tức là có thể là gì? Diễn xuất rất là hay, đúng không? Còn ở trên thì lúc nào cũng không thể nào diễn đạt được, không có thể diễn đạt một cách là thành thật, cho nên là rất là vất vả. Em cho rằng hai câu này trái ngược với nhau. Còn bạn Kim Định thì sao nhỉ? Các bạn phải mạnh dạn nhìn lên nha, nếu như tôi không nhìn ra thì khó đấy. Thôi em cũng theo bạn soi đi xem cô dịch sao. Theo số đông được. Theo cũng được. Em cứ thắc mắc câu 2 với câu 3 và câu 2 với câu 4. Tức là em đã cho bắt cặp câu 2, câu 3 thì câu 1 chứ câu 4. Chứ không thể nào câu 2, câu 4 được. Phải cố gắng bắt cặp với nhau. Không, câu 2 nó sẽ đối lập câu 1 em thì... Em sẽ câu 4, không phải... nó tự nhiên ấy. Câu 4 thì nó không tự vấn nhiên. Vấn đề ở chỗ đây là không tự nhiên hay không tự nhiên, mà vấn đề ở chỗ là hai câu nào nó có cái nội dung đối lập với nhau. Vấn đề ở chỗ là ý nghĩa nó không tự nhiên hay không tự nhiên, không phải nha. Các bạn phải xem hai cái cặp câu nào có nội dung nó trái ngược với nhau. Chắc câu 2 với câu 4 á. Định đổi ý đúng không? Rồi bây giờ bạn Kim Định có chạy theo nữa không? Bạn kia đổi ý rồi kìa. Em thấy câu 4 nó cũng hơi làm sao ấy nhưng mà. Rồi bây giờ cho các bạn bắt cặp lại lần nữa nhé. Câu 4 với câu 1 ta. Trái ngược với soi. Câu 2, câu 4 rồi có cái gì mà trái ngược với nhau đâu. Cái mà người ta, cái hình dáng của tôi mà tôi đang suy nghĩ thì nó giống với cái giờ cái hình dáng của tôi mà người khác nhìn thấy, tức là tôi nghĩ thế nào thì người khác cũng cho tôi là người thế đó. Còn câu 2 và câu 3 thì nó thuộc cái gì ạ? Nó nói về cái tính cách, còn này là nói về hình dáng. Được chưa? Câu 1 thì về suy nghĩ. Còn câu 1 là đang nói về cái gì? Cái tính cách. Câu 1, câu 2, câu 3 là nói về cái tính cách, còn câu 4 là nói về mùa xuất. Các bạn phân biệt rõ chưa? Đây là nói về cái cái nè, son cho cái tính cách của tôi.
Được chưa? Còn cái này là nó nói về mô mô Vậy là sức. câu 1, câu 2. Câu 1, câu Đấy. 2. Thì Cái còn cách thấy là câu 1, câu 2 nữa. này. Cái câu 1 của người ta nói là gì ạ? Cái tính cách của tôi, bạn bè thì cho rằng tôi có cái tính cách thế nào? Khoan thai, chậm rãi, tức là con người không có nhanh nhẹn á, cái gì cũng chậm chậm từ từ, chứ không có hấp tấp vội vàng, chậm rãi từ từ. Đúng không? Ok, rồi giờ các bạn chưa có tự tin trong phần này nhưng mà sau này phải luyện nha. Tất cả những cái đề dạng nêu dân qua cả thân cầu xứ nè, các bạn phải luyện chắc cái bằng cái cách mà tìm hai câu đối lập với nhau, tại vì đáp án nó sẽ rơi vào một trong hai câu đó. Rồi câu đầu tiên, sao đam từ đi chế xong cơ kỳ cho cứ cho kỳ cô quê hăng cho kỳ là cô mà đam nỉ đà, mà đam nỉ đà mỗi người á, mọi người nói rằng là cái tính cách của tôi thì không những là chọc cứ chọc, tức là sao ạ? Ừ, thân thiện tích cực, Thân thiện tích cực mà. lòng Quệ hăng chọc tức là hướng đâu? Hướng ngoại. ủa Hướng ngoại. Quệ hăng chọc là tính hướng ngoại. Rồi, có liên quan gì với này chưa? Câu 1 là gì? câu một sai. Mọi người cho là Tính sự chậm rãi khoan thai, đúng không? Cái này là cho bạn bè, tức là chậm rãi khoan thai. Còn ở dưới này á thì cho là tánh là tích cực và hướng ngoại. Đấy. Tại sao cho nó là không không đúng? tính tích cực thì lúc nào cũng làm việc cũng sẽ nhanh nhẹn. Người hướng ngoại thì hoạt bát hơn. Đúng rồi, chứ không phải là chậm rãi thông thả quan thai, đúng không? Rồi ok, nếu bằng tính cách thì nó là như thế. Và câu tiếp theo, chàng uốn nhân phan y cô là người rất là dễ cười, đúng Hay không? Thường cười. hay cười đó. Rồi chinh cô chữ tô mạnh kỳ tem một nỉ đà, và tôi có rất là nhiều bạn bạn bè. Hachiman, tuy nhiên, Sachin, thật sự thì cho tôi cũng sư đế sư đế mạnh đi phật xâm lý đà, và tôi cũng nhận rất là bị chết, thường hay bị chết. Câu này liên quan tới câu Câu 3. câu 3. Đố đáp bạn có đáp án chưa? Đáp án 2. Hai. Lúc đầu các bạn cứ không tự tin cho các lựa chọn của mình, rồi các bạn chạy đi chạy lại, đúng không? Tuyệt đối bỏ nha, đi thi cũng vậy. Cái lựa chọn ban đầu của các bạn luôn luôn là đúng. Trừ khi các bạn đánh sót đáp án thôi, thì các bạn phải kiểm tra lại và các bạn định điều chỉnh đáp án. Còn nếu không thì đừng bao giờ thay đổi đáp án của cái dạng đề trắc nghiệm. Tuyệt đối nha, mất điểm là uổng lắm á. Mất điểm là uổng ấy. Cứ một lần đầu tiên chọn là không thay đổi. Rồi tới các bạn đi ạ. Tới phiên ai đây? Chề cam chấm ngưng cứ tè rồ phiêu hiên hà chi một thề sò him mi từng tè ca ít sừng nì tà tôi khó có tôi không tôi bị tôi hầu tỉnh các cảm xúc của tôi hầu như vì không thể biểu hiện ra ngoài nên là tôi thấy khá vất vả. Himi tu ta. Chúng Khi ta khó. thường chúng ta nói là shikani tu ta, piyongi tu ta, himi tu ta, thì cái đó nó là gì? Mất nhiều sức lực, phải tốn công sức, cũng vất vả cũng được. Mà chúng ta dịch nó liên quan tới cái phần hao tốn này nọ đi, cũng khá là mệt mỏi, cũng khá mệt mỏi. Ok, shikani từ ta, phi nghi từ ta, himi từ ta, đó các bạn nhớ những cái cụm từ tương tự như vậy. Rồi cái này giống nhau không, giống câu hai không?
Đúng. Giọng, đáp án đã chọn ngay từ đầu luôn rồi. Hiện tại các bạn tự tin đấy, đúng không? Hối hận không? Rồi. Câu tiếp theo. Ở đây chúng ta có cái cấu trúc này nhé. Riêng tê ca y ta, đôi khi cũng nhé. Là ghi cái cấu trúc này đó. Nó là động từ kết hợp với điển in đây. Rồi, vì đây là cấu trúc chỉ thời gian nên ở đây nó hoàn toàn có thể đặt theo cái hình thức là giống như là một cụm danh từ. Inte ita. Có nghĩa là chúng ta có dịch là đôi khi hoặc là có khi nhá. Có đôi khi hoặc là có khi thực hiện cái động từ này. Rồi, cock-to-do đến bạn Kim Định nào. Câu này hơi bị dài á. Được luôn nào cô. Chắc em dịch nó mất thời gian lắm, em đọc được không? Đâu, thì con cứ từ từ cái gì thì có như vậy thì mới là học chứ còn nếu như mà em đã tự tin rồi đâu có tìm đến học đây làm gì. Cờ thư đô bồi nướng chè mù xin chè e chè mù sư bí y ta đơn a ta đơn cực si chè cố minh im đi ta a pro No, xa. đọc một câu duy nhất, giải quyết câu vừa, đừng có tham quá. Ừ, câu của mình phải giải quyết xong cái phần đó. Này cô gửi cái này qua chưa? Gửi rồi đúng không? Đây cô cắt cho. À nhí. Cho cơ mất. Thật ra thì cái ngày đầu với cái ngày nhì Bên đến tại ngoài thời điểm này thì bạn Kim Định đã tiến bộ rất là nhiều, kể cả bạn Soi cũng vậy. Bạn Soi cái lúc đầu bạn hay nuốt mít đấy. Nhưng mà bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, đúng không? Cho nên là các bạn không phải ngại. Đặc biệt là đừng có ngại mình phát âm sai. Rồi các bạn không tự tin nói hoặc là không tự tin đọc. Cái thứ hai, sợ mình sai. Rồi các bạn không tự tin thực hiện cái nhiệm vụ bài tập của mình. Hoặc là cái cơ hội để phát biểu. Rồi. Câu này, chủ ngữ trong câu này ở đâu? Có thứ đâu bụi nên. Chế mua sức quà xin chế. Thế mô sư bị thả đơn cọc gì chê của mình mì đà. Thì ở đây nó không có tiểu từ in nên nhưng nó có tiểu từ gì y y à, và chúng ta cũng sẽ áp dụng với cái cấu trúc giống như lúc nãy ha. Đây là cấu trúc so sánh. So sánh cái phần so sánh đó nó sẽ là từ cái phần này cho đến cái phần trước này, nó nằm ở đây, nhìn ra không ạ? À? Đầu tiên chúng ta sẽ có cái tiểu từ gì đây? Hoa hoa này nè, các bạn nhìn từ từ nhé. Nếu như chỗ nào không kịp thì các bạn hỏi lại ngay. Nên chúng ta lấy cái trọng tâm của chúng ta đây. Rồi, ở dưới đáp án thì nó có đó, nhưng mà bây giờ nó ghi lên đây như vậy cho nên là chúng ta khó tìm. Rồi xong. Chúng ta thấy xin chế, chế mô sức, xin chế, chế mô sức. Rồi, quá. Thì nó chính là cái gì ạ? Chúng ta đặt nó là thằng B. Được chưa? Và B này nó mang tiểu từ Y. Hoặc là K. Và lúc này nó không phải là khắc tà mà là gì? Tà đi. Tà đi đà. Tà đi đà. Và ở phần trước khắc tà đô bồ y nín. Chè mù súp. Là thằng A. A này nó có ba chim. Chữ súp này nó có ba chim nên nó mang tiểu từ hoa. Rồi. Các bạn nhìn thấy ở đâu là A, đâu là B chưa ạ? Cột thủ đô chê bộ bộ sấp là A. Xin chê chê bộ Xin sấp đó là B. bên. Chúng ta. Rồi cái cấu trúc này chúng ta sẽ dịch sang tiếng Việt có nghĩa là gì đó? B so với A thì khác khác nhau. Ôi cô viết chữ khác nhau sai rồi. Khác nhau. Tức là không không giống nhau. Giống Ừ, không giống nhau đấy. Cocktail, cocktail là gì ạ? bên ngoài không? Đúng rồi, đó là huề. À, huề đấy, bên ngoài. Rồi chúng ta cứ dịch giống như lúc nãy, đầu tiên chúng ta xác định cái danh từ. À, đầu tiên các bạn xác định cái danh từ được chưa? Rồi danh từ là cái chính. Xong rồi đến cái phần gì? Định ngữ. Định ngữ nhé. Định ngữ thì trước định ngữ nó có cái gì? Động từ. Thì chúng ta cứ dịch
Nếu như nó không có vậy, cái chủ ngữ này thì chúng ta chỉ cần dịch động từ là được. Thì cách dịch cái này nó sẽ hơi hơi khác. Trường hợp mà không có cái danh từ này thì chúng ta dịch là cái danh từ này mà nó đang đang thực hiện cái gì? Thực hiện cái động từ. Thực hiện động từ. Đấy. Cái hình dáng của tôi mà như thế nào ạ? Nhìn thấy ở bên ngoài. À, được nhìn thấy. Boita là được nhìn thấy bên ngoài. Rồi. Xin chê chè mùa sập. Và cái hình dáng của tôi thực tế tức là ở đâu? Bên trong. Ừ, bên trong. Thì thả đi ta. Ừ. Cái việc mà hình dáng thực tế của tôi nó khác với cái hình dáng mà mọi người nhìn bên ngoài á là cái điều. Rồi bắt đầu chúng ta mới lấy cái cấu trúc lớn của chúng ta này. Ở đây chúng ta sẽ có là kuminimida đúng không? Kuminimida. Thì đây là cái cấu trúc của chúng ta N N1. N1 lúc này nó mang tiểu từ Ika nè. Ika nè. Và N2 Ita nè. Đúng không? Thì chúng ta dịch là gì? N1 này nè là N2. Được chưa? Bắt đầu các bạn ghép vào theo cái trình tự từ trên xuống. Dịch được chưa ạ? Dịch được chưa? Được. Hay là chưa? Cô dịch đi, em dịch Rồi. linh tinh lắm. Bằng sau dịch được chưa? Xoay dịch đi xoay. Cái hình dáng mà người nhìn thấy bên ngoài của tôi thì so với tôi thì so với cái hình dáng trong suy nghĩ của tôi thì khác nhau, làm cho tôi khổ sở. Ừ, đúng rồi. Đấy. Cái việc mà cái hình dáng thật sự của tôi Trong này có xem thì ra. nó không giống Trong này với cái hình dáng của tôi mà mọi người nhìn thấy là cái điều là cái điều tôi lo lắng của Minh hả ta lo lắng lo lắng hoặc là băn khoăn khiến từ băn khoăn ha. Đấy. Các bạn nhớ là những cái công thức của viết dưới thế này nè. Các bạn lưu lại và các bạn viết vào trong vở của mình ấy. Các bạn viết cả câu ví dụ lên. Xong các bạn xem là video và các bạn dịch sang tiếng Việt. Mỗi ngày các bạn tích lũy những cái câu như thế này vào trong những quyển vở của các bạn. Cô bảo đảm trong vòng 1 tháng thôi. Cái kỹ năng tiếng Hàn và dịch một cái câu văn, đoạn văn của các bạn. Thậm chí cái khả năng viết của các bạn nó tăng lên một cách là rõ ràng. Rõ ràng luôn. Ngày xưa cô học tiếng Anh ấy. Là cô học... Tại sao mà... Thậm chí nói là hồi xưa cô đi viết luận văn mướn. Hồi xưa cô đi thi, thậm chí có người đi thi giữa chừng mà bệnh ấy. Cô từng đi thi thê luôn đấy các bạn. Đấy, toàn là bài viết luận văn là 10 thôi. Lý do tại sao cô học cái cách này ngày xưa. Văn trong tiểu học là cô đã là học sinh giỏi văn toàn Bắc rồi. Là tại Việt vì... Nam nhé. Lúc mà cô ngày trước ngày đi thi là cô bệnh nằm liệt giường không ăn ăn uống được. Sáng là 4 giờ sáng 3 giờ rưỡi sáng là ông thầy hiệu trưởng trường tiểu học á, là chở cô chạy xe cho tới nhà chở cô đi thi mà cô gục lên trên lưng ổng á. Sức khỏe ngày xưa cô là đứa trẻ khó nuôi lắm. Nuôi không được. Đấy. Là khó nuôi lắm. Mà đi thi về mà đạt giải khuyến khích là toàn trường cả huyện cả tỉnh này cũng sợ luôn. Cô đi thi xong là đoạn bỏ cái viết xuống là ông thầy hiệu trưởng chở cô đi vô trong bác sĩ là chuyện nước biển á. Tại vì cô không ăn uống được mấy ngày trước. Đấy. Như vậy đó. Nhưng mà cái cách như thế này là cái giáo viên mà dạy cho cô quăng từ tiểu học đến cấp 2 luôn nha. Đến đi cấp 2 là ông từ lúc là ông thầy dạy tiểu học á là cả hai ông thầy đều ra đi sớm lý do là bị bệnh viêm gan. Viêm gan. Ừ, cho nên cô rất là nhớ nhớ công ơn của những người đã dạy cho cô. Người ta không may mắn nhưng mà cái cách người ta dạy rất là tuyệt vời. Người. Cái cách dạy là như vậy á, nhắc đến nước mắt cực người, đúng không? Các bạn. Cho nên là các bạn thử đi. Học một ngoại ngữ, kể cả tiếng Việt cũng vậy. Các bạn đọc một cái bài, các bạn phân tích ra cái từ loại đó. Nó là từ vựng, động từ, danh từ, tính từ, nó là chủ ngữ hay là vị ngữ trong câu. Và chúng ta sắp xếp lại theo trình tự. Thì kể cả cái việc mà các bạn luyện nói một cái câu văn nó dài nó phức tạp thế nào các bạn cũng sẽ tự tin thôi. Tại vì chúng ta luôn tuân thủ theo cái gì ạ? À? Cái ngữ pháp của cái ngôn ngữ đó. Và chúng ta sẽ không bị sai, không bị gói. Đấy.
Rồi, tiếp Vậy nhé. là cô ơi, chẳng hạn là những bài học như thế này học xong là mình viết luôn ra nữa hả cô, thì cho nó dễ nhớ à? Đúng rồi. Ngày xưa mà khi cô bước sang hàng mà lúc mà cô học luyện thi á, là kể cả lúc mà đầu tiên cô không có đăng ký học được với người Việt đâu. Ở bên Hàn đầu tiên là cô học giáo viên người Hàn. Nhưng mà trong lớp không có một người Việt Nam nào cả. Chỉ có người Mỹ, người Nga với một người Philippines thì phải, với còn lại mấy người Trung Quốc. Mà người ta học giỏi cực kỳ, lúc đó là những người du học sinh chứ không phải là cô dâu kết hôn nữa. Năng lực tiếng Hàn người ta rất là giỏi. Giỏi. Và cái cách mà cô học khắc phục ngay tại thời điểm đó là gì? Những cái bài đọc mà trong luyện thi tôi biết đó, bài nào mà nội dung hay là cô dịch xong rồi cô ghi chép ra từ vựng rồi bắt đầu cô luyện cái bài đó, cô viết tới viết lui. Và những bài đó là những kiến thức thực tế trong cuộc sống của mình luôn. Và tự động như vậy thì băng của cô nó giỏi lên lúc nào cô không hay. Trong vòng 3 tháng, 3 tháng. Hầu như là 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ lúc ngủ thì cô không có để tâm tiếng Hàn mà thôi. Còn lại là cô hầu như tập trung cho cái việc học. Cho nên cái năng lực tiếng Hàn của mình nó lên từ đó luôn ấy. Các bạn đừng có để bất cứ chuyện gì băn khoăn hết. Mục tiêu chính của ta là gì? Là tồn tại ở trên đất Hàn này. Chúng ta giỏi hơn nhau ở chỗ là đầu tiên tiếng Hàn của các bạn giỏi, văn hóa, pháp luật các bạn hiểu biết rộng thì các bạn rất là dễ tồn tại và phát triển trên đất nước Hàn Quốc này. Bạn Kim Định đã sống lâu rồi thì cái việc mà bạn phục hồi cái tiếng Hàn của bạn rất là dễ, cho nên không có phải lo. Tiếng em sống lâu nhưng mà giống như là kiểu mình không biết tiếng Hàn, thành ra người mình nó bị nhát đi cô. Mình cảm thấy như là mình cái gì mình cũng sợ ấy. Cố đi, em đi từng bước một, từng cái một, chịu khó. Mua cái quyển vở, ghi chép kỹ lại từng cái mẫu câu. Ghi nghĩa tiếng Việt, rồi câu ví dụ, xong rồi dịch sang tiếng Việt và đọc, tập đọc, rồi tập viết. Và mỗi một ngày chúng ta học như vậy á, thì sau khi học xong á, là chịu khó dùng cái cách là hồi tưởng. Hồi tưởng là gì? Bạn sao hiểu cái từ hồi tưởng là kiến thức mình học không? Cách thức hồi tưởng là gì? Tôi tưởng ngồi nhớ rồi nghĩ lại, viết lại. Có nghĩa là cái thí dụ như hôm nay chúng ta học cái mẫu câu là B giống với A, đúng không? Thì bản thân việc đầu tiên của các bạn sau khi học là các bạn sẽ dùng cái cấu trúc câu này. Câu số 4 này nè. Là các bạn ghi ra câu ví dụ. Rồi sau đó các bạn sẽ không nhìn vào cái quyển vở các bạn ghi chép. Các bạn nhìn xuống một cái chân trời góc biển nào đó. Cái thói quen của cô là cô hay trồng hoa kiểng để làm gì? Khi cô hồi tưởng lại cái gì đó thì cô sẽ nhìn vào cây hoa cây kiểng đó, cô hồi tưởng. Chứ cô không nhìn vào tivi hay là máy tính hay là cái gì khác hết. Cô nhìn vào cây, tại vì cái màu xanh lục của lá cây á, nó rất là tốt cho cái khả năng hồi tưởng của chúng ta, màu xanh. Đấy, tùy theo người ta nói là cái màu phong thủy. Ví dụ như màu của bạn Soi là màu gì? Màu phong thủy của em là màu gì? Em không biết. Ồ, tự tìm hiểu đi, tuổi của mình, tuổi và cái mạng của mình là gì, hợp với màu phong thủy nào. Bạn Kim Định không biết Cái luôn, màu đỏ. màu đỏ. Rồi Yeah. thì em sẽ nhìn vào cái vật mang cái màu đỏ đó, em sẽ hồi tưởng lại, à A giống với B thì công thức nói thế này và cái câu trong tiếng Hàn nó thế này, nghĩa tiếng Việt thế kia. Sau đó em sẽ liên tưởng, hồi tưởng rồi mới tới liên tưởng, em liên tưởng đến một câu khác mà em thay thế cái nội dung A, không phải là đã mi phụ nín để phụ sức, em thay thế bằng cái cụm từ khác bằng tiếng Hàn. Rồi xong rồi tới phần này, ví dụ như nó là gì, cái cuộc sống mà tôi đang sống thì nó sao, nó giống với cái cuộc sống của người khác đang sống, đúng không? Mình cũng thay thế được. Đấy, mình sẽ bắt đầu hồi hồi tưởng xong rồi liên tưởng thì các bạn sẽ tăng lên cái năng lực tiếng Hàn của các bạn lên. Nhưng mà thí dụ như trường hợp các bạn mà học với lớp kỹ năng mà luyện luyện tập trung luyện nói cấp tốc ấy thì những cái cấu trúc này cô sẽ bắt các bạn nói liên tục cả 10 câu liên tưởng ra. Nhưng mà giờ các bạn không phải là lớp đó cho nên là cô không mở rộng ra được. Nhưng mà cách để các bạn học nó là như vậy á. Thậm chí ở trong công ty của cô ấy, cô đào về 10 cái quyển sách. Các bạn có cần này cô gửi cho. Bữa nào cô hiểu rồi, công ty cô lấy giấy kêu cháu gửi cho. Đó là những câu danh ngôn nổi tiếng. Mỗi ngày cô lúc nào cô rảnh mà cô không có việc á
thì cô sẽ hay mở lên máy tính của cô á, cô đọc quản lý qua lại, lý qua lý lại nhìn đề ha, mà họ không nói gì trơn á, tại vì những cái cô đọc là những cái mà họ phải học đấy. Nên là các bạn hàng ngày, các bạn khi các bạn tiếng Hàn các bạn đã tự tin rồi á, thì các bạn nên đọc những cái quyển tương tự như vậy, nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cuộc sống và kể cả trong cái mối quan hệ đồng nghiệp trong công ty. Thậm chí các bạn sẽ bị chết rất là nhiều do cái cách mà mối quan hệ giữa người với người trong công ty, đúng không? Nhưng mà khi các bạn đọc qua những cái đó rồi á, các bạn giải chết rất là dễ. Và các bạn thoải mái, lúc nào cũng lạc quan hết. Nên cô sẽ gửi cho các bạn qua email để các bạn có rảnh thì các bạn đọc. Rồi, câu tiếp theo. Approval. Apro sa huy sen hoàn ngân trả là cô si vấn đề chế cảm chẳng ngân ở thì cả chi biểu hiện hà ngân có si chôn cái yếu. Tôi sau này tôi muốn sống, sau này tôi muốn sinh hoạt xã hội tốt thì cái cảm xúc của tôi phải biểu hiện đến đến mức độ nào thì tôi. Em phải hiểu cái câu là Momo chuông cài ổ này đã là câu hỏi. Nó giống như là đang hỏi người khác là cho mình lời khuyên nên làm như thế nào đó, thì tôi nên làm như thế nào thì tốt. Cấu trúc của chúng ta là gì ạ? Đây là động từ cộng với nên, có si trục thở là đầu tiên. Cái này bình thường mình nói với các bạn là gì? Nên, đúng không? Nên thực hiện cái gì? Cái động từ này. Còn nếu như nó đây là phủ định, ở đây là chuộc chi ảnh thả, hoặc là nạp bì ta thì chúng ta dịch là gì ạ? Không nên, không nên thực hiện cái động từ này đấy. Và đuôi làm sao là gì đấy ạ? Tính từ hoặc là động từ, thường là tính từ ha, kết hợp với dienin kayo. Đây là câu hỏi gì? Nhỉ hay là nhẽ? Nhỉ, đúng không? Apuro, sao quay sang qua để trả ra cô sếp đề. Sau này tôi muốn gì đây ạ? Có thể trải qua tốt cái cuộc sống sinh hoạt ngoài xã hội á, tức là cái Văn hóa thiên quan kề các mối quan hệ nhân sinh mà giữa người với người nhau, tại vì đây là xa quê mà, đúng không? Thì sao tôi nên làm như thế nào? Thế okay. Cảm cho người ô thì cả chi phía hai nên có si chuồng cái áo, thì tôi nên biểu hiện cảm cái xúc cảm của xúc tôi của tôi ở đâu? Ở đâu nhỉ? đến Ở đâu nhỉ? Đó, biểu hiện ra bên ngoài hay là biểu hiện ở bên trong, hay là cái hành động như thế nào? Nhỉ nhé, đây là câu hỏi. Rồi qua cái bài hôm nay thì các bạn phải suy nghĩ đến một cái vấn đề là gì? Sẽ có những câu hỏi hoặc là liên quan đến gì ạ? Cái tính cách của mình. Tính cách của mình. Thứ nhất, các bạn phải thay đổi một cái số cụm từ gọi là cái bài này á. Nó giống như thế này, các bạn sẽ làm một cái bài tập. Và cái phần này nó sẽ liên quan đến cái phần các bạn sẽ sử dụng cái phần này trong cái việc Chakisuke, liên quan đến ưu và nhược điểm của các bạn. Hoặc là sau này khi các bạn viết cái CV để xin việc thì các bạn sẽ phải dùng những cái bài tương tự như thế này để các bạn viết. Đầu tiên thì các bạn sẽ nói lên là cái tính cách của các bạn. Tính cách của các bạn thì các bạn sẽ thay thế cái cụm từ này. Tính cách của các bạn là như thế nào đó. Được chưa? Đây là tính cách. Cái bài này người ta nói là cái tính cách là ưu điểm hay nhược điểm các bạn? Qua cái bài này thì các bạn thấy đây là ưu điểm hay nhược điểm ạ? nhược điểm Nhược điểm. Đấy, thì trong cái phần CV mà giới thiệu bản thân trả kỳ số kia á, thì đây là cái phần mà các bạn sẽ viết lên cái nhược điểm của mình. Đó. Nhược điểm của mình. Hoặc là trong cái kiến thức mà đi thi có thể là đầu vào
giữa khóa hay là cuối khóa hay là thi phỏng vấn, đôi khi người ta giám thị người ta hỏi mình cũng biết đường mình trả lời nhá. Rồi, và các bạn đã thuộc cái dạng như thế nào, chúng ta thay thế vào đây những cái mà cô gạch màu vàng là những cái các bạn sẽ phải thay thế vào đấy. Rồi, và nếu như cái thuộc dạng nào đó thì ở đây nó cũng sẽ phải thay đổi. Rồi, và đây cũng là thay đổi. Có thể các bạn giống như thế này các bạn để nguyên cũng được, còn không thì các bạn là thay đổi ha. Xe cầm chân kutero pia hai chi một vân vân, thì các bạn sẽ thay đổi nguyên những cái này. Cô thấy hướng ngoại thì gọi là gì cô? Quê hăng chọc ở đây nè, chúng ta có nè. Hướng nội, quên nội. Nè, nè hăng chọc, nè Nghe song không? chọc, nè hăng chọc. Rồi, và những cái phần như thế này thì các bạn có thể sử dụng giống hay là khác nhau thì các bạn sử dụng. Đó. Câu này các bạn có thể giữ lại cũng được, hoặc là các bạn dùng một câu khác cũng được. Việc các bạn cần làm đó là các bạn điều chỉnh lại cái phần này. Xong, các bạn phải viết lên, mà viết là ở đâu? Ở trên giấy nhé. Ôi dạ, đâu rồi? Bạn sẽ thay bằng những cái gì có liên quan đến thông tin cá nhân của các bạn. Rồi, viết lên vở nhé, vở đấy bằng giấy. Đấy thì cô kiểm tra lại các chữ viết của các bạn tới đâu ấy. Rồi, Để làm bài á cô. nào bài tập. Có gần hộp à cô? Bài nào bài tập. À, hôm nay thì lúc như lúc đầu cô nói là cô phải làm bài thi gửi trước 12 giờ. Cho nên là lớp thông cảm bên đây là chúng ta nghỉ sớm một tí xíu. Thời gian các bạn cần bạn ấy có thể sử dụng thời gian này các bạn làm bài tập cũng được. Nếu như các bạn không có việc gì gấp. Được không ạ? Như bài này nộp ngay không cô hay sao? Đấy, cô nói là nếu như mà hôm nay chúng ta học tới đây á, tại vì cô nói là cô phải nộp bài thi á trước 12 giờ á. Cho nên là hôm nay lớp chúng ta học tới đây. À, ngày mai lớp chúng ta sẽ học bù, thay vì chúng ta học từ 10 giờ đúng không? Thì ngày mai có thể khoảng 9 giờ chúng ta vào học có được không ạ? Vâng, em hiểu Được rồi ạ. ừ. Được ạ. Và cái Nhưng mà thời ý gian em mình nghỉ sớm á, thì các bạn có thể dùng thời gian này để các bạn làm bài tập này. Hoặc là nếu như các bạn có việc gấp phải làm thì các bạn có thể ngày mai các bạn nộp trước giờ học là được. cuối tuần nộp không được ạ cô.